Alo bố à? Sao bố lâu về? Con đói quá. Ủa chứ bây giờ con ăn gì? Ui, quả này tuyết to thế. Thế là không ai nấu ăn cho mình. Ước gì ông già Noel có thể nấu ăn cho mình một bữa thật là ngon. Má trời ơi, gọi là hôm nay ta vừa nhận được một yêu cầu đặc biệt từ có cái cháu, cháu đói quá. Vậy nên là phải nấu ăn cho cháu nó, hiểu không? Đấy, nguyên liệu đây. Hấp dẫn nhỉ? Nóng thế. Cởi ra tí là nấu ăn cho cháu nhỉ? Trời, tuyệt rồi. Rồi, gọi nấu ăn cho cháu phát. Lên rồi. Chào mừng các bạn đến với chủ đề Giáng sinh của tôi nha. Ý là tôi đã chờ ngày này khá lâu rồi, đúng không? Các bạn hãy cùng nhìn số nguyên liệu của chúng ta ngày hôm nay. Như các bạn đã thấy, miếng bò to bự chảng này để làm món gì biết đâu. Bò quay lên trên nha các bạn. Đây sẽ là phần ức gà để làm ức gà sốt phô mai. Rồi, nấm, trứng, bơ và cùng các nguyên liệu như bột mì khác để gọi là làm hoàn thành cái món này ạ. Rồi, nguyên liệu một trong những nguyên liệu quan trọng nhất của bò quay lên trên nha. Dòng khói. Ôi, chờ gì nữa nhỉ? Làm luôn nhỉ? Thì đầu tiên mình sẽ thái tí nguyên liệu trước. Ê, nhớ kìa. Chảy cốc lạnh. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bỏ nấm. Cần xay nhuyễn ra. Đó, để kìa tí nữa. Vết hết lên. Đó, vết hết lên chỗ bề mặt này. Đó, xong rồi buộc. À không, buộc. Nó là gọi gì? Quấn. Bỏ quay đinh chân vào. Xíu dầu ô liu nhẹ một xíu phải không chạy. Tiếp theo đợi phóng lên xí dần dần ra. Tiếp theo chúng ta bỏ nấm vào chảo. Tiếp seasoning, muối và tiêu, tất cả mọi thứ. Có chung một tí nữa. Hấp dẫn thế nhỉ. Chúng ta chỉ cho thật sơ qua nó là cho những cái mặt kiểu đấy sang lại một xíu để lật qua lật lại mỗi mặt tầm 30 giây. Xong rồi chúng ta sẽ để nó nghỉ nhiều không đó, nó nghỉ tí gọi là tí mâm ngon đó, như là xong rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chả hết cái thớt này phải không, không dễ ăn. Ý là phải chả hết nha, xong rồi kéo ạ.
các bạn trẻ đều uống xíu, đều uống mặt như này, đúng không? Trông kiểu ok. Ý là từng cái bước này không phải kiểu tự nhiên mà cái món này kiểu đặt chuẩn quốc tế rồi ông, nên là hơi khó. Cũng được đấy. Bột hai tầng lớp không có nhiều. Một mặt chết. Các bạn quyết đều lên một mảnh trong tí nướng cho nó vẹn vàng vàng và bề mặt nhớ không? Về cơ bản ta đã xong hết tất cả mọi bước rồi, và bước cuối cùng chính là đặt vào trong lò 200 độ bằng phốt đó. Parmesan cheese. Ok, so cuối cùng chúng ta sẽ làm sốt cho gọi là những cái miếng gà tuyệt vời vừa nãy chúng ta đã chảo. Bơ, hành, tỏi, bla bla, nói chung là mọi thứ. Và cookie cream. Hey. Wow. Onion. What? Hơi nhiều đồ ăn nhở, ý là ôi bạn ơi, ý là nhiều đồ ăn quá, đến ăn một xíu đúng không? Gói tôi có hai cái cửa. Ok, hôm nay ông sẽ giới thiệu cho các cháu một khách mời cực kỳ đặc biệt, gọi là các cháu đã mong chờ rất là lâu rồi đúng không ạ? Đây là... Xin chào, mình là Mèo, mình đến từ Double X Crew. Hiện mình đang là leader của Double X Crew cùng với cả Lucas. Hàng xóm của Lucas nhỉ? À không phải, ông già Noel. Rồi, thì hôm nay giới thiệu món... Chúng ta có bò Wellington, một trong những món kiểu top thế giới luôn. Nhưng mà ý là top thế giới với người ta chứ, ý là mình cũng không biết nữa. Đây là gà sốt phô mai ăn cùng với một chiếc bánh được decor theo kiểu khúc cây nha các bạn, trông rất hấp dẫn rồi không? Đó thì hôm nay là một tập đặc biệt Giáng sinh, Noel, Merry Christmas tất cả mọi người trước nhá. Đó và chúng ta không thể đợi lâu hơn nữa, cùng bắt đầu thôi nào. Thời khắc quyết định nữa. Ui, nhiều nước ấy. Anh ơi, nhiều nước quá. Wow.
Wow. Càng cắt nó càng nhiều nước, đúng quá lên. Ôi ý là hấp dẫn nhở. Bạn đi chơi nhà đây hấp dẫn. Ông già nuôi này hôm nay có một gọi là cái Giáng sinh cực kỳ ấm áp phải không? Merry Christmas. Cheers. Gọi là bạn muốn thử gọi là cái món gì trước nhỉ? Trông có vẻ hấp dẫn nên món cũng được, chọn đi bạn. Mình thấy món này hơi thơm rồi. Ăn hoàn cái này nhá bạn. Ui, xếp nào, đây chúng ta sẽ cho mình dùng cái dĩa này nha. Ồ, gọi là cái dĩa gọi là quen thuộc của chúng ta đúng không ạ? Hey. Rồi nhá. Trời thứ. Uầy. Mình hơi gỡ cameraman bởi vì cái tập Iron Man không mời mình. Ây à. Ai, anh đừng có thế anh ạ. Anh đừng có thế, content của anh là một mình nha. Mình có rất nhiều đồ Iron Man muốn khoe mọi người. Ôi, không sao. Chị gái này gọi là đã có lòng thì mình tới nha bạn. Hi. Chị ổn không? Chị nhai được chưa? Không. Ok. Sao? Cái này ok hơn đúng không? Ừ. Ok hơn đúng không? Ngon, mềm. Wow. Thơm phô mai. Ngon. Phô mai thơm. Này. Ngon. Ok. Đúng rồi. Chị ổn không? Nó mềm hơn. Ừ. Nhưng mà miếng nãy ngon hơn. Anh chín thôi. Nhìn nào, cắt qua như vậy. Cứ đúng rồi, sáng. Nó cả đốt vào cái kia rồi cứu. Rồi, bây giờ chị thích ăn miếng này hay chị ăn miếng này? Cho miếng này đi. Ok, hợp lý đấy. Wow. Cái chấm miếng này đẹp hơn đó. Này. Wow, của chị. Và đây, phần cuối cùng của ngày hôm nay nha. Kiểu món bánh trắng miệng một xíu. Trông khá là không khí Giáng sinh đúng không? Đó. Bánh gì nhỉ? Chocolate cake. Thế thôi. Đó, mời. Một kem thơm cực. Vị sô cô la ngon thế. Ý là hôm nay mình ở nhà một mình nên là mình quyết định rủ bạn sang, nhưng mà ý là bạn này trông hơi lạ. Bình thường nhìn bạn này trông hip hop lắm, nhưng mà hôm nay trông bạn ấy hơi khác thường ngày một xíu. Nên là kiểu lúc đầu mình cũng không nhận ra phải không? Ừ. Này đúng không? Đau à? Ngon thật á, ý là như cái sô-cô-la này ngon á. Vậy là tập hôm nay của mình đến đây là kết thúc đúng không? Mong các bạn có một Giáng sinh vui vẻ. Và gọi là bạn nào có người yêu thì né mình ra tí nhá. Không mình gọi là đi chơi xe mình trông hơi ngớ mắt lại. Mình được thôi. Và bạn nào có người yêu thì đi chơi với người yêu. Bạn nào không có người yêu đi chơi với bạn bè. Nó tất cả đều vui. Tập hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Mong các bạn
like, subscribe và ủng hộ kênh của mình để mình có động lực làm những video tiếp theo. Chào các bạn nha, bye bye.